Vâng, là chị ạ. Rồi, em thấy chị Tường chưa? Em thấy rồi ạ. Trời ơi, vậy thì thành công nha, rực rỡ nha. Chào em tên là gì? Em chào chị, em chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Huyền My. Huyền My, à, Huyền My là My sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 96 ạ. Hiện tại là My đang ở đâu vậy? Dạ, em đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội ạ. Ở Hà Nội, My đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm đầu bếp chị ạ. Đầu bếp? Đầu bếp là nấu món ăn vùng miền nào? Bên em là nấu đồ ăn healthy ạ. À, đồ ăn healthy, đó cũng là một cái mọi người cũng lựa chọn rất là nhiều để chăm sóc cho sức khỏe của mình ha. Ủa nhưng mà chị thấy trên cái profile em đăng ký chương trình là em tên Phương mà. Vâng ạ, tên khai sinh của em là Phương nhưng mà nickname của mọi người biết đến em là Huyền My chị ạ. À, ủa lý do gì mình lấy tên Huyền My, có ý nghĩa gì đặc biệt không em? Dạ vâng, nó cũng có một cái ý nghĩa đằng sau nhưng mà nó hơi dài. Có cơ hội em sẽ tâm sự với các bạn trai nha. Bây giờ chị Tường sẽ cho em kết nối với bạn trai đầu tiên ngày hôm nay chương trình đã lựa chọn và tìm kiếm cho em. Xin phòng máy cho Tường gặp bạn trai đầu tiên. Hello, chào em trai. Em tên gì? Dạ, em tên là Tụ ạ. Sinh năm bao nhiêu? Dạ, em sinh năm 92 ạ. 92, Tụ đang sống và làm việc ở đâu vậy Tụ? Dạ, em đang sống và làm việc tại Bắc Giang. Mình làm công việc gì? Dạ, em đang làm nhân viên quản lý chất lượng. Chất lượng là chất lượng gì? Thì em tiếp nhận những phản hồi từ khách hàng và mình sẽ làm một cái đối sách cải tiến lại cho khách hàng. Trời ơi, tôi không nghe gì hết trơn á, nói chậm chậm lại xíu, nói lớn lên. Cái điều của em là nói hơi nhanh ấy, và em hay bị hồi hộp nên hôm nay em nói nhanh quá. Nói chị không nghe được luôn á. Cái gì Tụ? Dạ, em tên là Phan Huy Tụ ạ. Làm công việc gì hồi nãy nói lại tôi chưa nghe công việc. Hiện tại em đang làm quản lý chất lượng tại công ty ở Bắc Giang ạ. Chất lượng về cái gì, ngành nghề gì? Tại công ty em đang là sản xuất tai nghe. Tai nghe hả? Dạ vâng ạ. Tụ đang sống với gia đình hay sao? Dạ, quê em ở Phú Thọ cơ ạ. Nhưng mà em đang ở trọ ở Bắc Giang. Hơi cao ha, cao mét mấy? Dạ, em cao 1m8 ạ. Thấy chưa, tôi thấy ngồi không mà cái lưng dài sọc. Bây giờ xin mời quý vị tiếp tục đến với bạn nam thứ hai của chương trình. Xin mời cho chị kết nối. Alo. Alo, dạ em chào chị ạ. Rồi, chào em, trời ơi cái gì cu te vậy trời. Em tên gì? Dạ, em tên đầy đủ là Cao Văn Hào. Cao Văn Thọ. Cao Văn Hào. Cao Văn Hào, ồ, quê mình ở đâu? Dạ, quê em ở Nghệ An ạ. Nghệ An, Hào đang làm công việc gì? Em đang làm việc bên Nhật. Em đang làm việc bên Nhật. Đi Nhật theo diện visa kỹ sư, nghề là nghề điện. Ủa vậy là hiện tại đang ngồi ở đâu đây? Đang ngồi bên Nhật. Ủa đang ngồi ở Nhật hả? Đang ngồi ở Nhật. Ồ, dạ. Đang ngồi ở Nhật. Bao lâu rồi em không về Việt Nam? Em thì lúc trước đi Cam 3 năm xong về Việt Nam 1 năm. Rồi đi qua đây lại 7 tháng rồi chưa về Việt Nam ạ. 7 tháng chưa về Việt Nam. Mà em làm việc ở Nhật giờ được bao lâu rồi? Em làm được 7 tháng ạ. Mới làm 7 tháng thôi. Nguyên do gì mình đi qua tới Nhật làm việc vậy em? Những năm gần đây nó có cái chương trình đi Nhật cho kỹ sư Việt Nam á. Mình đang có cơ hội thì mình cứ đi thôi. Đang còn trẻ mà cứ đi cho biết. Phương ơi, đang ghi hình em đó nha. Nãy giờ là em toàn là ngã ra khỏi khung hình không á. Quay hình ba người một lượt. Tụi em không có thấy nhau nhưng mà mình thấy nhau, đang ghi hình. Chị hỏi tiếp tục Hào một chút nha. Rồi trong tương lai thì mình dự định trong cái công việc của mình là như thế nào? Là em làm việc ở Nhật bao lâu nữa? Rồi tiếp theo là em đi đâu? Về Việt Nam hay là tiếp tục ở bên đó? Ở Việt Nam em cũng có công việc cũng tốt, mà có đây cũng công việc cũng tốt. Có nghĩa là bây giờ mà tìm được người vợ hoặc người yêu của mình nó ở đâu và nó muốn ở đâu thì em làm ở đó thôi. Và thí dụ cô muốn ở Nhật thì sao? Muốn ở Nhật thì em cũng ở Nhật thôi, tại em cũng đang ở bên này mà. Nãy giờ hai anh đã lên tiếng rồi. Bây giờ Phương giới thiệu một chút xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Hôm nay hai chàng trai có đủ rồi đó, để mình nghe nè. Mời Phương. Dạ vâng, em chào hai anh ạ. Điểm mạnh của em chắc là em nấu ăn khá là ổn. Điểm yếu thì em có nhiều lắm, kiểu như mỗi thứ một ít ạ. Ví dụ cụ thể. Em ham ăn, ham ngủ, ham chơi ạ. Ham ngủ, ham chơi, nghe dễ thương quá vậy. Rồi bây giờ Phương thì thích một mẫu người bạn trai như thế nào? Chỉ cần cao hơn em với cả chủ động ạ. Đúng rồi, bây giờ phụ nữ ai cũng thích người đàn ông chủ động hết trơn á. Chứ bây giờ cuộc sống thì vội vã, ai cũng có công việc, áp lực thì nhiều. Mà bây giờ cứ im hoài, không ai chủ động mà ngồi chờ đợi, không biết chừng nào tình yêu mới tới. Em mô tả một chút xíu về cái mẫu người lý tưởng của em, nó vô chi tiết chút nè. Cao thấp mập ốm người như thế nào nè, cái gu sao chi tiết chút xíu cho chị Tường coi coi. Em cũng mập như là em, lúc nào em xong em cũng là cao to ấy ạ. Cao là cao nhiêu, to là to nhiêu? Tầm 1m75 đổ lên là ổn rồi. Em cao nhiêu mà em đòi cao 1m75 dữ vậy? Em 1m58 nhưng mà em thích con trai cao, tại vì kiểu cảm giác mình sẽ rất là nhỏ bé. Thôi 1m7 được rồi, 1m7 trở lên là đẹp rồi. Bên này có anh Tụ cao tới 1m8 lận.
Nhưng mà anh Hào thì chắc là chỉ tầm khoảng 1m7 thôi hả? Hào cao mét mấy Hào? Cao 1m61 vậy. 1m61 à hả? Chết cha, tôi bơm lên 1m7 mà không tới nữa. 1m61 à. Tụ cao tới 1m8 lận nè. Mà không biết anh Tụ có chịu chia sẻ việc nhà chăm sóc con cái không? Thưa anh Tụ. À, cái việc đấy thì em cũng làm thường xuyên rồi và em cũng có một nền giáo dục tốt, em cũng tốt nghiệp đại học nên em nghĩ là em có thể làm được giáo dục con cái rất là tốt. Anh Tụ chỉ có mỗi tội là hồi hộp là nói nhanh thôi. Cái nói nhanh này từ từ kêu nó chậm lại, mốt là cầm cái roi kế bên, mỗi lần nó nhanh quất một cái, nó dù nó nhanh quất một cái, từ từ anh nói chậm lại. À, Phương ơi, mình chương trình là mình sẽ có người thân hỗ trợ mình. Thế hôm nay người thân của em là ai? Vâng ạ, bạn ấy đang ngồi bên cạnh. Em xin phép quay cam sang bạn ạ. Rồi, quay cam sang bạn. Hello, chào em gái. Chào chị ạ. Ừ, em tên gì? Em tên là Vân ạ. Rồi, Vân chơi với Phương lâu chưa Vân? Chơi với chị cũng lâu phết rồi ạ. Hồi nãy giờ em theo dõi thì em thấy là chương trình á, chị Tường đang giới thiệu cho Phương là hai anh. Một anh là Tụ, một anh tên là Hào, hiện tại đang sống và làm việc ở Nhật. Có cái quyền là hỏi trực tiếp hai anh này. Muốn hỏi anh nào câu hỏi gì em cứ đặt trực tiếp với anh đó. Mời em. Em muốn đặt câu hỏi cho cả hai anh là, nhưng mà bạn gái của hai anh có quá nhiều tổn thương trong quá khứ, các anh sẽ những cách nào để trấn an và cho bạn đắp thêm niềm tin vào mình? Nếu như mà bạn gái có những cái tổn thương trong quá khứ thì mình là bạn trai, mình sẽ làm sao để giúp bạn gái của mình vượt qua được cái điều đó? Mời anh Tụ. Thì em nghĩ là mình bù đắp cho bạn ấy nhiều hơn, quan tâm chăm sóc nhiều hơn để cho bạn ấy có thể quên đi quá khứ bạn ấy và mình làm sao để sống tốt hơn lên, để cho cái người bạn trai của bạn ấy phải cảm thấy hối hận. Đẹp hơn em gái, bạn ấy bắn rap đó, bạn ấy đang hát đó. Anh thì nói hơi nhanh ạ. Nhưng mà mình vẫn nghe được. Quan tâm chăm sóc. Quan tâm chăm sóc nhiều hơn để bù đắp, đúng không? Dạ vâng ạ. Sao, bây giờ Tụ nè, có muốn hát không nè? Em không biết hát chị ơi. Em không biết hát, em chỉ biết nói thôi phải không? Tại vì em nói đã như hát rồi. Chị nghĩ là đã đến lúc là Mai Phương phải đưa ra quyết định của mình. Chị cho Mai Phương với bạn của mình 30 giây nữa để bàn với nhau xem là quyết định sẽ là chọn tìm hiểu tiếp tục với anh Tụ hay là với anh Hào nha. Vậy thì bây giờ chị Tường xin phòng máy cho kết nối Mai Phương và Hào gặp nhau một xíu. Sao hôm nay chúng ta cũng làm bạn với nhau, nói chuyện chia sẻ đã giờ, mình cũng biết mặt nhau. Rồi mình sẽ chúc nhau vài câu rồi mình tạm biệt nhau nha. Rồi đâu? Nghe được không em? Có vẻ. Anh sau lúc mà nói chuyện lúc nãy. Hào nhận xét như thế nào về Phương so với cái hình nền lúc nãy? Hình nền đã xinh rồi, giờ gặp ngoài đời còn xinh hơn nữa. Chưa, cái này cũng mới gặp online à, chưa có ngoài đời. Cho các bạn gặp nhau một xíu thôi. Rồi bây giờ thì chị Tường chúc cho Hào nha. Chúc cho Hào sẽ có nhiều cái sức khỏe khi mình đang sống ở bên Nhật, làm việc ở bên Nhật. Chị rất là quý em. Thôi mình cố gắng gọi là hy sinh đời bố, củng cố đời con. Bây giờ mình chịu cực chút, xa người thân, xa gia đình, nhưng mà mình sẽ làm rồi mình dành dụm kích lợi cốp cho cái tương lai của mình. Sau này em sẽ có được một cái mái ấm gia đình thật là hạnh phúc, thật là sum vầy. Rồi cảm ơn Hào, hẹn gặp lại Hào nha. Dạ cảm ơn chương trình cho em lực lên TV nha. Rồi cảm ơn Hào, giữ sức khỏe nha. Giữ sức khỏe ơi xứ người nha. Bà chị nha, bà em nha. Bà em. Bây giờ thì chương trình sẽ kết nối cho Tụ và Phương gặp nhau nha. Hai bạn tâm sự với nhau, bây giờ chỉ còn lại có hai người thôi. Xin mời phòng máy. Chào cậu. Anh. Mình bị cận ấy, nên là mình phải đeo kính. Anh cứ đeo đi ạ. Bạn có gì muốn hỏi mình không? Chị Tường ao ra luôn để cho hai bạn nói chuyện với nhau cho rõ. Khoảng 5 phút nữa chị Tường quay lại để hai em nói chuyện vui vẻ, thoải mái, tự nhiên. Xin mời. Em nói gì em nói đi, anh không biết bắt chuyện đâu. Anh không biết bắt chuyện á? Anh kiểu lúc mới đầu với mối quan hệ nào đấy anh cũng rất là nói chuyện ấy, kiểu một hai hôm mà không biết nói cái gì anh chẳng biết nói gì luôn ấy, kiểu như vậy. Nhưng mà khi bắt đầu mối quan hệ rồi thì nó lại khác. Chắc không? Anh chắc mà, tại vì anh đã thử một vài người, cũng có một vài người anh thử nói chuyện rồi, nói chuyện một hai hôm xong chẳng biết hỏi gì nữa, người ta cũng chẳng hỏi gì mình, thế mình cũng chẳng biết nói gì nữa, thế là thôi luôn. Em có nghe anh chia sẻ, anh đoán em tầm 5 cân đúng không ạ? Anh nghĩ là trên hay dưới ạ? Nhìn lại bây giờ anh nghĩ là dưới rồi. Wow, anh bao nhiêu cân ạ? Anh hiện tại đang 65 cân và đang muốn có một đầu bếp về, còn tăng cân lên 80 cân mới cân đối được ấy. Anh chăm nấu ăn không? Hồi sinh viên anh có hay nấu ấy, nhưng mà bây giờ đi làm công ty rồi thì về nhà cũng không có thời gian, anh còn ăn cơm quá rồi. Nhưng mà nếu mà ví dụ như cuối tuần anh được nghỉ đi xong rồi chăm, anh có dành để nấu ăn cho bản thân không? Cuối tuần thì anh thường đi làm về lúc 4:30 thì anh thường xuống Hà Nội chơi với bạn và sau đó thì anh có chạy grab xung quanh đây và ăn cơm quán với bạn bè luôn. Tại vì anh có thú vui lượn đường mà. Khá là cái mẫu con gái mà anh cho là ở mức chấp nhận được thì tối đa là bao nhiêu cân ạ? Anh thì anh cũng không có mức tối đa chấp nhận được, cái căn bản của anh nhất là mình có thích bạn đấy hay không.
khi mà anh đã thích ai đấy rồi ấy, thì những vấn đề khác không còn quan trọng nữa. Tại vì ấy, sau này mình có con vào hay là có gia đình vào thì lúc đấy mình quan tâm gia đình, chính xác của mình có thể đi xuống ấy. Thì lúc đấy nếu mà mình không yêu thật lòng thì sẽ không hạnh phúc được và sẽ không quan tâm chia sẻ với nhau được. Anh bao nhiêu tuổi ạ? Anh sinh năm 92, anh đang 29, anh 29 tuổi. Mà 92 đi xem bói anh hợp với cả 96. Anh đã có dự định lập gia đình chưa? Anh dự định là khoảng cuối năm nay trở đi là có thể khả năng gia đình được rồi. Tại khi đấy mình đã lo lập được gia đình rồi. Cuối năm nay ấy ạ? Cuối năm nay trở đi, về sau cũng không vấn đề gì cả. Tâm lý của em á, thì em chắc là cũng khá là muộn đấy. Vì em chưa muốn gọi là có gò bó. Và em đến đây hôm nay thì em cũng chỉ mong là trải qua những cái chuyện đổ vỡ như thế thì em chưa muốn tìm hiểu thêm ai đâu. Nhưng mà bạn bè em thì nó giống như là nó bảo em là nên cho mình một cơ hội mở lòng ra để tìm hiểu một ai đó thôi ấy. Anh hiểu mà, thì em cũng giống như anh thôi. Hôm nay đăng ký lên chương trình này thì các bạn ở công ty hay là bạn bè đây cũng toàn trêu anh thôi. Khoảng là mày thế đến mức đấy thôi à, mà sao phải đăng ký chương trình này. Thì anh bảo là không thì có sẽ không có mất gì đâu, mình lên đây mình tự tin hơn là có sao đâu. Thì chúng mình khá là cùng mục đích được với nhau. Đấy là trước đây anh đã từng có quen bạn gái nào mũm mĩm chưa ạ? Lúc đây một bạn cũng không hẳn là mũm mĩm lắm, nhưng mà cái mũm mĩm này cũng không thành vấn đề. Xạo. Em nói thật. Xạo quá. Hồi nãy tôi nghe lúc đầu chia sẻ, lúc thấy hình nền của người ta chia sẻ rồi sợ rồi béo quá rồi sợ được kia, đúng không? Đúng không Phương? Trời ơi, xạo, xạo. Đủ. Thì em nói rồi, cái mũm mĩm không là gầy quá không không quan trọng. Đồng cảm với nhau như thế nào thôi. Rồi rủi giờ mai mốt rồi quen với em rồi Phương nó buồn quá, nó bị gì hay là làm ăn hay tình yêu gì đó, em làm nó buồn, nó stress rồi nó lên ký nữa rồi sao? Rồi em bỏ nó hả? Tất nhiên là không của chị, em bảo rằng khi mà tình cảm bắt từ ban đầu rồi tất nhiên là không có. Lành quá, lành quá. Có thì em bảo chị nhá, có chuyện có ai vào nhá, chị cũng béo ăn cân lên mà khi đó chị xấu đi thì chồng chị nó có bỏ chị tâm, tất nhiên là không rồi đúng không? Em cũng nói gì nhanh quá tôi không nghe. Thôi chị không nghe thì thôi ạ. Nói gì không hiểu gì hết trơn trời à. Tại vì cái thể trạng của Phương á, hiện giờ là Phương là nhon là đẹp như vậy, nhưng mà bạn ấy đã có cái ký lô nó quá khổ. Biết đâu một cái giai đoạn nào đó trong cuộc sống bạn bị stress rồi bạn cũng quay lại cái số ký đó, thì lúc đó em xử lý như thế nào? Thế bạn có biết có đi tập gym không? Hiện tại thì em đang có dự định mở ăn riêng nên là em đang tạm ngừng. Dự định mở một quán ăn riêng đúng không? Vâng, nên là em đang tạm ngừng. Nhưng mà phải nói em khi mà chẳng hạn sau này em làm ra cái này nọ chắc chắn là sẽ phát tướng rồi, và khi cơ em phát tướng có thể là như ngày xưa nó khá là cao đấy. Chưa kể bây giờ lấy chồng mà sinh con nha. Sinh xong một cái nó phát tướng lại nữa nè, rồi lúc đó em tính sao tụi? Không thành vấn đề gì chị, thì mình có thể tập thể dục lại mà. Hồi nãy nghe nói là tôi không có thích người mập. Đấy là em nói cho nó đủ văn thôi. Tôi ráng tôi coi coi như thế nào. Thấy tướng tụ thể dục thể thao lắm nè. Bây giờ hai bạn mà có tìm hiểu nhau, yêu nhau, ráng khuyến khích nhau thể dục thể thao nhiều vô. Thì bây giờ em chia sẻ cái quan điểm của em trong cái tương lai của mình về chuyện hôn nhân nó như thế nào. Quan điểm của em thì là trong cuộc sống hay là bất kỳ việc gì cũng thế, thì có vấn đề gì phải thẳng thắn nói chuyện với nhau. Dù tốt hay xấu thì cũng phải nói thẳng với nhau vào dễ sống á. Đừng có dối trá là được. Thế còn Phương? Em thì em thực ra thì em đi ham chơi rất là nhiều. Hiện tại thì em chưa có cái gọi là phòng rồi hôn nhân. Em nghĩ thì mấy bao nhiêu tuổi thì em mới nghĩ đến chuyện kết hôn? Kết hôn thì có thể là khoảng mấy năm ạ? Mấy? 2-3 năm ạ. À, 2-3 năm thì chị thấy nó cũng hợp lý. Bây giờ mình tìm hiểu nhau thôi. Mình phải có quá trình tìm hiểu nhau cho kỹ thì khi mình đến hôn nhân nó sẽ chắc chắn hơn. Bây giờ đến với chương trình ngày hôm nay, trước khi mà mình đến cái kết luận đó, thì không biết là tụ có suy nghĩ gì hay muốn nói điều gì với Phương nữa không? Em mới trò chuyện qua thì em cũng chưa hiểu được bạn nhiều ấy. Em cũng chưa rõ lắm cái quan điểm về tình yêu của bạn như thế nào, nói chung vẫn hơi khó nói. Ra ở đây nó cũng hơi hạn chế. Thứ nhất là mình trò chuyện online thì mình cũng nghe không có được rõ lắm. Nhưng mà đây chỉ là một cái hội thôi. Đây là một cái duyên để mình gặp nhau, mình có thêm một cái người bạn. Nếu như mà hai bạn thật sự cảm thấy là mình vẫn muốn tìm hiểu thêm với đối phương thì mình phải đưa ra cái quyết định. Sau chương trình mình mới có cơ hội để mình trò chuyện ở bên ngoài. Rồi em nhận xét như thế nào về anh Tụ ngày hôm nay? Anh ấy cũng hơi lươn lươn một tí chị ạ. Em thấy lần đầu á, nghe thì hai em đều bảo là không gầy quá, không béo quá. Thì á, em thấy lươn lắm. Cái mẫu người lý tưởng là nó khác, còn thực tế khi gặp nhau nó lại khác. Rồi, thế bây giờ là mình sẽ quyết định nè. Hai em đã chuẩn bị cho chị cái biểu tượng mặt trăng với mặt trời chưa? Rồi, mặt trăng, mặt trời của Tụ đâu? Ok. Khi mà sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu như các bạn đồng ý là mình sẽ hẹn hò với nhau để mà mình tiếp tục tìm hiểu nhau kỹ hơn nữa, thì mình sẽ đưa cái biểu tượng mặt trời lên.
thì chương trình sẽ gửi cho các bạn thông tin của nhau để các bạn có thể liên hệ trực tiếp để nói chuyện. Nếu như các bạn không đồng ý hay là mình từ chối tìm hiểu tiếp thì mình có quyền đưa cái biểu tượng mặt trăng lên, thì mình sẽ cũng kết thúc cái câu chuyện của mình ngày hôm nay ở đây. Hai bạn nhắm mắt lại, sau 3 tiếng đếm của chị Tường hãy mạnh dạn đưa cái biểu tượng mà mình chọn lên nha. Xin mời nhắm mắt lại. 1 2 3. Xin mời các bạn đưa biểu tượng. Một cái mặt trời vàng với một cái mặt trời đen. Bạn ấy không có in màu, rất là thương. Hôm nay là rất là vui rồi. Rồi gì thở dữ vậy, rung lắm hả Tụ? Bây giờ chị không dám, chị không dám hỏi em nữa đâu. Bây giờ chị hỏi em nữa là em bắn hát liền, chị không nghe được gì. Chúc cho hai em có những cái thời gian, trước tiên là mình là những người bạn với nhau, mình tìm hiểu nhau nhiều hơn, trò chuyện với nhau kỹ hơn, quan tâm nhau mỗi ngày đó, rồi biết đâu một ngày không xa các bạn sẽ có một cuộc hẹn hò trực tiếp ở bên ngoài, rồi biết đâu sau đó nữa thì mình sẽ đi với nhau một cái chặng đường dài nào đó. Trước tiên là cảm ơn hai em đã tin tưởng và đến với chương trình gặp chị Tường. Cảm ơn chị.